Garena. Giờ vô sàn cốt, lướt qua huyền thoại Wi-Fi. Với khẩu Thôn Sơn Hắc Thạch Long Level 7, gói Hắc Nhật Nam với rất nhiều các item siêu hot bậc nhất. Hãy mua ngay lốc sữa Yomot có dán nhãn Giờ vô sàn cốt Yomot, lướt qua huyền thoại Wi-Fi. Hãy nhanh chóng thu thập các mã dự thưởng và tham gia từ ngày 28 tháng 8 tới đây nhá. Nhanh tay lên nào anh em ơi. Chào mừng anh em đã cùng nhau quay trở lại với series Booyah Pro Tip. Ở tập 2, chúng ta sẽ cùng nhau được các tuyển thủ Free Fire chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới gợi ý về những combo nhân vật mạnh và sử dụng hiệu quả nhất cho từng vị trí đấu ở mọi đội hình. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu ngay thôi nào. Combo kỹ năng cực ngon dành cho Rusher khát máu. Rusher hay còn được biết đến với cái tên gọi là Tanker, được xem là một vị trí quan trọng nhất trong đội hình thi đấu Free Fire. Là vị trí đi đầu trong team, họ có nhiệm vụ là khuấy đảo, phá binh đội hình đối phương. Đòi hỏi người chơi Rusher phải có kỹ năng vô cùng tốt, đi kèm với đó là phải có cái đầu lạnh để có thể xử lý tốt trong những pha giao tranh cận chiến. Rusher đang thực sự là một vị trí mạnh và được ưu tiên ở meta hiện tại. Vậy hãy xem những tuyển thủ thế giới có những gợi ý gì về một combo nhân vật hiệu quả cho Rusher nhé. Combo nhân vật đầu tiên được tin dùng bởi hai người chơi Rusher vô cùng đẳng cấp đến từ Thái Lan là Buriam X Evos Wasana và Aztec Honorao Yam, bao gồm Tatsuya, Antonio, Sunny và Andrew. Hai tuyển thủ Thái Lan này cũng không quên gợi ý cho các Rusher nếu như sử dụng thêm cho mình combo súng bao gồm Famat đi kèm với Shotgun M1014 hoặc Chogon để có thể linh hoạt hơn trong những pha giao tranh đấy nha. Ngoài ra, combo kỹ năng nhân vật Tatsuya, Antonio, Shani và Andrew cũng được tin dùng bởi một tuyển thủ đẳng cấp khác đến từ Indonesia là POCL Etindir. Vậy, tại sao combo kỹ năng nhân vật này lại được nhiều tuyển thủ tin dùng đến thế? Hãy cùng phân tích một chút nhé! Bước đến phiên bản OB41, kỹ năng của Tatsuya đã được tăng sức mạnh đáng kể khi người chơi có thể tích lũy đến 3 lần lướt thay vì chỉ là 2 như trước đây. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu giữa các lần chỉ là 1 giây, đồng nghĩa với việc vị trí Rusher có thể lướt đến 3 lần gần như là liên tục. Qua đó, tấn công và áp sát rất nhanh vào đội hình của đối phương hoặc xoay sở các tình huống giao tranh tầm gần khác. Tại phiên bản OB41, chúng ta có một cơ chế nhân vật mới, chính là điểm khiên. Những lớp điểm khiên này giúp ích rất nhiều cho người chơi nói riêng và đồng đội nói chung trong những pha giao tranh dài hơi, có thêm khả năng chống chịu nhờ lớp khiên ảo bởi Sunny và Antonio. Cuối cùng, nhân vật Andrew thì không cần phải giải thích quá nhiều khi đồng thời giảm lượng sát thương lên giáp cho bản thân và cả đồng đội khi đã được thức tỉnh. Và đó là những gợi ý của các tuyển thủ Free Fire chuyên nghiệp để hợp kỹ năng cùng nhân vật chủ động Tatsuya cho những người chơi ở vị trí Rusher. Anh em có thể thoải mái thay đổi một chút để phù hợp với lối chơi và sở thích của bản thân nếu muốn nha. Ngoài ra, một số kỹ năng chủ động khác cũng đang được rất phù hợp ở vị trí Rusher tại phiên bản OB41 và đang được sử dụng rộng rãi trong các rất nhiều những giải đấu Free Fire chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Đó chính là A124. Với khả năng gây sát thương và khóa kỹ năng của đối phương, A124 rõ ràng là sự lựa chọn hoàn hảo để các Rusher trong team bắt đầu những pha giao tranh. Nếu bạn là một Rusher yêu thích những vũ khí nổ như lựu đạn M79 thì hãy học theo Nero đến từ Việt Nam, người chơi vô địch tại giải đấu King of Solo khi kết hợp A124, Alvaro, Nairi và Andrew. Giờ đây, sức mạnh công phá của bạn là vô cùng lớn và chắc hẳn sẽ đóng góp một lượng sát thương cho team đấy nhá. Còn nếu như bạn muốn cân bằng giữa tấn công và hỗ trợ đồng đội thì hãy kết hợp thêm A124 cùng với Olivia, Nairi và Andrew như cách mà anh chàng AAQ Abay đến từ Indonesia vừa gây sát thương vừa có trong mình những khả năng hồi máu cực kỳ là tốt cho đồng đội. Thì rõ ràng đây cũng là một bộ combo xứng đáng cho những người chơi ở vị trí Rusher đáng trải nghiệm phải không nào? Sát thủ bắn tỉa tầm xa thì cần trang bị những nhân vật nào? Bên cạnh những Rusher thì việc sở hữu một người chơi Sniper bắn tỉa tầm xa tốt trong team là vô cùng cần thiết. Sniper sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Rusher trong những pha lao lên của mình khi có khả năng cover tầm xa với tầm nhìn bao quát, vừa hỗ trợ về mặt thông tin, đồng thời hỗ trợ về cả sát thương. Bộ combo nhân vật đầu tiên mình sẽ gợi ý từ tuyển thủ Buriam X Evos Moshi đến từ Thái Lan
khi anh chàng này đã kết hợp giữa Tatsuya để có thể thay đổi vị trí bắn một cách linh hoạt hoặc né tránh những pha giao tranh hiệu quả hơn trong những tình huống bắn tầm gần bị đối phương áp sát. Bên cạnh đó sẽ là những combo kỹ năng khác dành cho vị trí của sniper như Moko, Andrew và cuối cùng là Nairi nhằm giúp tăng những lớp bong keo cứng cáp hơn, hỗ trợ những người chơi sniper tự tạo ra cho mình một vị trí nấp để bắn tỉa tốt hơn. Còn đối với anh chàng Lau Mexico đến từ Brazil, người chơi đạt danh hiệu MVP tại giải đấu LBFF 2023 lại sử dụng một combo khác dành cho vị trí của sniper thuần về sát thương hơn. Mexico sẽ dùng cho mình kỹ năng chủ động là Skyler để có thể phá những lớp tường keo, cái thứ mà trở nên vô cùng vững chắc tại OB41 nhờ vào kỹ năng của Nairi. Ngoài ra, Mexico sẽ kết hợp Skyler cùng với Rafael để tắt tiếng bắn của súng ngắm khiến đối phương khó xác định được vị trí của mình, Moko để đánh dấu kẻ thù và cuối cùng là Maro để tăng thêm sát thương lên những ai bị Moko đánh dấu, đồng thời tăng thêm sát thương nếu như khoảng cách lên đến tận 25%. Vị trí hỗ trợ đã trở lại với meta của Free Fire. Và cuối cùng, hỗ trợ chính là vị trí cầu nối giữa Rusher và Sniper, giúp đội hình có tính liên kết hơn trong những pha giao tranh. Nếu bạn là một người chơi hỗ trợ giỏi, việc lật ngược những tình thế trong những pha giao tranh là điều hoàn toàn có thể xảy ra đấy. Với sức mạnh bá đạo của bộ đôi Dimitri và Tiva, ở thời điểm hiện tại, vai trò người chơi hỗ trợ đang quan trọng hơn bao giờ hết. Tuyển thủ HP Expansion đến từ Thái Lan đã có những gợi ý vô cùng tốt khi kết hợp bộ đôi Dimitri, Tiva cùng với Andrew và Sonia. Giờ đây bạn có thể cứu và hồi máu cho đồng đội vô cùng nhanh. Đi kèm với đó là khả năng có cho mình cơ hội giao tranh thứ hai sau khi bản thân bị knock với kỹ năng của Sonia. Và đó là tất cả những combo kỹ năng phù hợp với từng vị trí thi đấu được các tuyển thủ đẳng cấp trên thế giới gợi ý sử dụng. Anh em có biết combo nhân vật nào ngon hơn thì đừng quên để lại bình luận cho mình cùng với mọi người cùng biết nhé. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.